xe quá tải vẫn đang là đề tài nóng và gây bức xúc cho nhiều người dân tại nhiều địa phương. Trong khi người dân tại xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai vẫn chưa hết lo lắng trước những mối nguy từ xe quá tải, thì người dân tại xã Tam Phước của địa phương này đang khổ sở vì xe quá tải được xem là tử thần hàng ngày đe dọa tính mạng của người dân. Câu chuyện không phải mới, nhưng những sự thờ ơ của các ngành chức năng đã làm cho bức xúc của người dân tăng cao. Ngày hôm nay thì hàng trăm người dân đã chặn đường không cho xe quá tải hoạt động. Đường dân sinh dẫn vào ấp Thiên Bình, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đây là con đường độc đạo để người dân ra vào khu vực này. Nhưng đây cũng là con đường để các xe chở đá hoạt động. Mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe tải từ các mỏ đá ra vào. Các xe chạy quá tải, tốc độ cao gây nguy hiểm cho người dân. Khói bụi, đất đá rơi vãi. Tình trạng này diễn ra hơn chục năm qua. Quá bức xúc, hàng trăm người dân đã lập rào chắn, không cho các xe quá tải hoạt động. Hàng ngày qua rất là nhiều, có thể là bao nhiêu trăm cái chứ không phải là ít. Nó chạy liên tục, nó không có ngừng, ngày 24/24, ít có khi ngừng lắm. Xe lớn không, toàn xe đá, xe đất không. Trước cửa nhà tôi là 10 phút mà 80 lượt xe đi lại, đi qua nhà. Thế bây giờ là 11 tiếng là 60 phút, mà 601 tiếng là 480 lượt xe qua lại. Thế bây giờ 10 tiếng là 5.000 lượt xe qua lại. Đấy là dân chúng tôi nói thực, nói có sách mà mách có chứng luôn. Có đến hàng trăm chiếc xe nằm chờ tại các bãi như một đại công trường khi người dân ngăn đường. Hầu hết là các xe tải nặng được cơi nới thùng với chiều cao thùng lên đến 2 mét. Nếu chở đầy tải, xe có thể chở đến gần 80 tấn. Khu vực này tập trung đến 6 mỏ đá với hơn 20 hầm đang khai thác. Vì vậy, lượng đá vận chuyển ra ngoài là rất lớn. Thế nhưng các xe chạy với tốc độ cao, trên đường nên gây nhiều vụ tai nạn cho người dân. Dân chúng tôi bức xúc 8 năm nay rồi, nghĩa là mưa thì lầy, nắng thì bụi. Cho nên là mưa thì coi như vũng bùn, ao hố đầy con em chúng tôi đi học. Và bản thân chúng tôi là rất là khổ, ngã liên tục luôn. Cái lượng xe ben đi ra đi vô đây quá nhiều, quá tải. Phần quá tải, phần là chạy quá tốc độ nữa. Cho nên là dân chúng tôi ở đây đã có mấy vụ tai nạn chết người và thường xuyên bị té ngã. Theo người dân địa phương, đây là con đường do người dân tự bỏ tiền ra để xây dựng. Người dân đã nhiều lần kêu cứu lên chính quyền địa phương, nhưng đâu lại vào đấy. Chỉ cần mở rào chắn, xe tải lại chạy thành đoàn như thế này, bất chấp sự bức xúc của người dân đang tăng cao. Con em chúng tôi là tương lai của đất nước. Mà nếu giờ nó què, nó gãy hết thì lấy đâu ra có tương lai của đất nước nữa. Mà chúng tôi què già như thế này, chúng tôi cũng muốn sống, chúng tôi không muốn chết. Mà bây giờ lúa mấy tôi không tránh được, nó cắn tôi thì tôi cũng chết này, cũng xanh cỏ rồi. Cái nguyện vọng của chúng tôi là muốn trả lại con đường này về cho ấp, để cuộc sống của tôi được bình yên, con cái chúng tôi đi học, đi hành nghe là được an toàn. Cách vị trí người dân chặn đường không xa là chốt kiểm soát của lực lượng thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai. Biển cấm xe trên 10 tấn, nhưng những chiếc xe khổng lồ như thế này vô tư hoạt động mà không hề bị xử lý. Nghĩa là các ngành chức năng của địa phương này vẫn đang biết rõ thực tế những gì đang diễn ra tại đây. Câu hỏi mà người dân tại địa phương này đặt ra liệu có hay không sự thờ ơ với xe quá tải của ngành chức năng. Có lẽ bài học trách nhiệm về sự quản lý xe quá tải tại đường Tân Cang vẫn chưa đủ để các ngành chức năng thấu hiểu nỗi khổ của người dân do xe quá tải gây ra. Và trong khi chờ đợi những giải pháp có thể hữu hiệu từ việc kiểm soát xe quá tải, thì người dân tại khu vực này vẫn đang hàng giờ, hàng ngày trả giá bằng chính tính mạng của mình.